giữa bên trong nhà thờ, và quý vị có thể nhìn một cái tôm rất là đẹp luôn quý vị ạ, nhìn như ở bên nước ngoài vậy, rất là đẹp. Mình thật sự mình không muốn không bỏ sót một cái gì luôn đấy, tại vì nếu mà quay đầy đủ thì video nó rất là dài. Xin mến chào tất cả quý vị và cảm ơn quý vị đã trở lại và đồng hành với kênh Công Giáo Yêu Thương. Thủy đang có mặt tại giáo họ Đức Bà thuộc về giáo xứ Đền Thánh Kiên Lao, giáo phận Bùi Chu. Thì rất vinh dự được về đây gửi cho quý vị những hình ảnh của giáo họ. Rất mong quý vị cùng ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho mọi người cùng xem ngôi thánh đường giáo họ rất là đẹp và nguy nga quý vị nhá. Bây giờ Thủy sẽ mời quý vị đi tham quan một vòng vào bên trong nhà thờ của giáo họ. Xin mời quý vị cùng đi cùng với Thủy nhá. Đây là Thủy đang quay ở khuôn viên bên cuối nhà thờ giáo họ. Và trước mặt quý vị đây, tay Thủy chỉ đây là Đền Thánh Kiên Lao, giáo xứ Đền Thánh Kiên Lao. Và giáo họ Đức Bà nằm ngay ở khu vực bên thờ của Đền Thánh. Rất là đẹp quý vị ơi. Bây giờ thì sẽ tiến lại gần khu vực nhà thờ của giáo họ. Rất là đẹp các bạn ạ. Kiến trúc giống như ở bên châu Âu vậy. Rất là cổ kính và đẹp luôn. Mười một giờ rồi quý vị nhá. Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 7 năm 2020. Trời vào dịp mùa hè nên nó khá là nóng bức. Thì sẽ cố gắng quay chi tiết nhất có thể để gửi tới cho các bạn. Rất mong quý vị cùng đón xem. Khu vực cuối có một tượng Đức Mẹ, và dưới chân có rất nhiều thiên thần. Rất là đẹp luôn quý vị ạ. Mình sẽ lại cái khu vực cuối này, mình đọc cái bảng để giới thiệu cho các bạn đầy đủ chi tiết hơn của ngôi thánh đường nơi đây nhé, để quý vị hình dung được. Trời rất là nắng luôn quý vị ạ. Có gì quý vị không phải quý vị bỏ qua nhé. Thủy ở mãi bên giáo phận Thái Bình qua nên là nhiều cái bỡ ngỡ thì không diễn tả hết được, thì rất mong quý vị thông cảm. Đức cha Giuse Hoàng Văn Tiệm, giáo mục Bùi Chu, đặt viên đá đầu tiên xây dựng thánh đường giáo họ Đức Bà, giáo xứ Kiên Lao, ngày lễ truyền tin vào ngày 25 tháng 3 năm 2010. Vậy là xây từ năm 2010 quý vị nhé. Và kế đến thì sẽ mời các bạn đi sang bên kia. Sang khu vực bên phải này thì sẽ quay cho các bạn cái bảng bên này nữa.
trời nắng, nhưng mà quý vị xem và đăng ký ủng hộ, chia sẻ, động viên bằng những bình luận là Thủy vui rồi, thì rất là vui. Thủy còn muốn đi rất nhiều nơi nữa cơ, gửi tới cho các bạn. Và đây có một bia đá nữa quý vị ạ, Đức Cha Toma Vũ Đình Hiệu, giáo mục Bùi Chu, giáo sứ cha sứ Du Xe Vũ Tiến Nghinh, Vũ Thế Nghinh, Cắt Băng Khánh Thành, Thánh Đường giáo họ Đức Bà, giáo sứ Đền Thánh Kiên Lao, ngày 16 tháng 11 năm 2015. Vậy là sau 5 năm thì ngôi thánh đường giáo họ Đức Bà đây hoàn thành cái việc. Rất là đẹp. Mình có biết được nơi đây thì được hơn giáo họ được hơn 1.000 nhân danh quý vị nhé. Khuôn viên ở khu vực quảng trường cuối rất là rộng luôn, và có những lá cờ cũng như là cột đèn, rồi quy hoạch rất là chi tiết và đẹp quý vị ạ. Đây có một cái đài các thánh tử đạo cũng như là các vị chủ chan, cũng như là các ân nhân, chứng nhân rất nhiều quý vị ạ. Chúng tôi là Đa Minh Thể ở giáo họ Phêrô và bà Maria Hồng, Maria Triều ở giáo họ Đức Bà, về địa phận Kiên Lao, tỉnh Nam Định, phủ Xuân Trường, huyện Giao Thủy, tổng Kiên Lao, xã Kiên Lao. Chúng tôi xin được làm chứng về việc cải táng hài cốt ông Phêrô Hồng, là con ông Phaolô Nghinh, quán tại Kiên Lao họ Đức Bà. Rất nhiều di tích lịch sử quý vị. Bên này là chứng nhân Phêrô Mai Phúc Nho quý vị nhé. Và chứng nhân này là chịu án hỏa thiêu. Chúng tôi là Đa Minh Cường, Đa Minh Lương ở họ Thánh Đa Minh, cùng Maria Ba, Đa Minh Cảnh và Maria Hai ở họ Thánh Gioan thuộc phận Kiên Lao, tỉnh Nam Định, phủ Xuân Trường, huyện Giao Thủy, tổng Kiên Lao, xã Kiên Lao. Chúng tôi làm chứng cải táng hài cốt ông Đa Minh Hai, con ông Đa Minh Chiêu ở Thánh Gioan, và ông Phêrô Nho, con ông Đa Minh ở Đức Bà. Rất nhiều ấy, dài rất là, mình có thể mình sẽ quay sát lại cho các bạn để các bạn được nắm biết. Rồi kế đến thì sẽ mời quý vị sang bên đài Đức Mẹ nhé. Rất là đẹp luôn quý vị ạ. Đài Đức Mẹ bằng đá hết luôn quý vị ơi. Lạy mẹ, mẹ luôn rộng vòng tay trìu mến, con xin phó thác nỗi vui buồn. Thank you.
Đài mới khánh thành vào tháng 8 năm 2019 quý vị ạ. Gọi là chưa đầy một năm, chuẩn bị tròn một năm quý vị nhé. Mình sẽ tiến lên gần chân Đức Mẹ, quay ra các bạn xem. Rất là đẹp luôn. Xin mẹ ban ơn cho tất cả cộng đoàn chúng con có một sức khỏe cũng như một tâm hồn được nhiều hồng ân Thiên Chúa và ơn mẹ và các thánh. Xin mẹ phù hộ cho mỗi người chúng con ăn nhé. Khởi công vào năm 2018 quý vị nhé. Thiên thần đằng trước cầm kèn và đàn đang thổi kèn, và dưới chân Đức Mẹ rất nhiều thiên thần ở xung quanh. Bây giờ thì sẽ mời quý vị vào bên trong nhà thờ và cũng như là đằng sau của thánh đường giáo họ Đức Bà quý vị nhé. Thì sẽ đi từ bên phải vòng lại xong rồi thì sẽ vào bên trong nhà thờ gửi cho tất cả quý vị. Quý vị này rất là đẹp luôn quý vị ơi. Viện rất là đẹp luôn. Đây là đằng sau khu vực nhé, hình như bốn mặt đều vào được hết quý vị ạ. Cửa đi vào bốn mặt được hết quý vị ơi. Bây giờ thì sang bên này rồi thì sẽ vào bên trong nhà thờ quý vị nhé. Một giáo họ rất là lớn, nhà thờ rất là đẹp luôn. Đi vào bên hầm bên trong này các bạn. Đây là các bảng ghi ơn quý vị nhé, tấm lòng hoàng sơn cúng xây dựng thánh đường giáo họ Đức Bà. Đây là những bảng ghi không ạ.
cho con lên thăm nhà thờ tí ông nhé. Đây là các ngài Đức Cha, bài sóc là mình sẽ lên nhà thờ qua các bạn nhé, rất là đẹp luôn. Wow, thờ rất là đẹp luôn quý vị ơi. Đây là cung gian thánh của nhà thờ giáo họ Đức Bà quý vị ạ. Rất là đẹp, thật là tuyệt vời, quá đẹp luôn quý vị ơi. Mình sẽ cố gắng quay thật là chi tiết gửi tới cho tất cả quý vị xa gần nhé. Rất mong quý vị cùng ủng hộ và đón xem. Rất là đẹp luôn quý vị ạ. Giáo họ Đức Bà thuộc về giáo xứ Đền Thánh Kiên Lao, giáo phận Bù Chu. Thủy đang có mặt nơi đây vào ngày mùng 7 tháng 7 năm 2020. Rất vinh dự Thủy được về đây quay những hình ảnh của giáo họ cũng như các giáo xứ, các nhà thờ của giáo phận Bù Chu gửi tới cho tất cả các bạn xa gần, nhất là các bạn cùng quê mà đi làm ăn không có dịp về quê hương. Qua đây quý vị nắm bắt được giáo xứ cũng như giáo họ của nơi mình rất là phát triển và được nhiều hồng ân của Chúa và mẹ các thánh đã ban cho mỗi giáo họ một có vẻ đẹp cũng như là nơi thờ phượng thật là nghiêm trang và uy nga, rất là đẹp. Đây Thủy đang có mặt từ khu vực giữa bên trong nhà thờ và quý vị có thấy nhìn là một cái tum rất là đẹp luôn quý vị ạ, nhìn như ở bên nước ngoài vậy, rất là đẹp. Mình thật sự mình không muốn không bỏ sót một cái gì luôn đấy, tại vì nếu mà quay đầy đủ thì video nó rất là dài, mà quay cắt đoạn nào thì cũng tiếc đoạn đó, nên là Thủy cố gắng Thủy quay chi tiết và Thủy để luôn gửi tới cho các bạn. Tuy nó hơi dài thì rất mong quý vị cùng đón xem. Rất là đẹp luôn quý vị ạ. Thủy có mặt ở giáo phận Bù Chu như ở đất mẹ vào lúc buổi sáng, nhưng thời tiết ở mùa hè nó khá là nóng. Thủy cố gắng Thủy đi quay những hình ảnh rất là chi tiết nhất cho các bạn để các bạn xem và nó rõ ràng hơn, đẹp nhất gửi tới cho các bạn. Đây là khu vực gần cuối nhà thờ quý vị. Nói chung là nhà thờ giáo họ Đức Bà đây thì rất nhiều cửa. Lối này đi cũng được này, rồi lối này vào cũng được này quý vị này. Nói chung gần như là bốn xung quanh rồi. Rồi lối này cũng đi cũng được quý vị này. Rồi lối chính quý vị nhé. Nếu nhìn từ khu vực cuối nhà thờ quảng trường thì đi lối này. Rất đẹp. Vào nhà thờ rất là mát quý vị ạ, rất là đẹp. Rồi vậy là video của giáo họ Đức Bà Thủy cũng chia sẻ rất là chi tiết gửi tới cho tất cả quý vị rồi. Thủy xin tạm dừng cái video này ở đây.
vào đến đầu tháng 8 thì nơi đây sẽ có lễ bổn mạng của giáo họ Đức Bà. Thì Thủy sẽ cố gắng ngày đó thì được có điều kiện và có sức khỏe thì sẽ trở về đây thì quay cho các bạn xem. Còn video này Thủy xin tạm dừng và kết thúc tại đây. Xin kính chúc tất cả quý vị tràn đầy hồng ân của Chúa và Mẹ Maria. Xin chúc giáo họ Đức Bà mỗi ngày một phát triển về đức tin, cũng như về nhân danh, cũng như về cơ sở vật chất để cho ngôi thánh đường cũng như là khuôn viên của giáo họ Đức Bà mỗi ngày một đẹp hơn. Và xin kính chúc tất cả quý vị xa gần, trong nước cũng như hải ngoại, bạn bè, mọi nơi được dồi dào sức khỏe trong ơn Thiên Chúa và Mẹ Maria. Xin quý vị dành một chút thời gian đăng ký kênh Công giáo yêu thương. Thủy xin nhắc lại là đăng ký kênh là không có mất tiền cũng như là không làm mất cái gì cả, chỉ mất một chút thời gian thôi. Rất mong quý vị hiểu và đăng ký kênh ủng hộ để kênh Công giáo được nhiều người biết đến. Xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Bye bye, thì đi về đây.